biến màn hình zin trở thành màn hình Android thông minh chỉ chưa đầy 30 giây. Bạn không hề nghe nhầm đâu, với Android Box Saview SA6125 sẽ biến những điều tưởng chừng như không thể trở thành có thể. Không cần tháo lắp phức tạp, việc cần làm đó là cắm cổng USB để kết nối với màn hình DVD. Tất nhiên vẫn là chiếc màn hình nguyên zin của bạn, chỉ khác là giờ đây đã trở thành chiếc màn hình Android thông minh với nhiều những tiện ích và tính năng thú vị. Dẫn đầu công nghệ với cấu hình siêu khủng CPU 8 nhân, chip xử lý tốc độ cao Qualcomm Snapdragon 6125, RAM 4GB và bộ nhớ trong lên đến 64GB. Ứng dụng ra lệnh giọng nói S-Voice và trợ lý tiếng Việt Kiki AI thông minh. Các tác vụ thường xuyên sử dụng như chỉ đường, tìm kiếm, tra cứu phạt nguội, mở các ứng dụng. Tra cứu phạt nguội. Dẫn đường với ứng dụng Google Maps, Vietmap S1, bản quyền vĩnh viễn hoàn toàn miễn phí. Chỉ đường đến sân vận động Mỹ Đình bằng Vietmap S1. Chỉ đường đến sân vận động Mỹ Đình trên ứng dụng Vietmap S1. Hỗ trợ tìm đường thông qua bản đồ thông minh, ngay cả khi thiết bị không có kết nối Internet, giúp bạn tự tin trên mọi cung đường để lái xe an toàn hơn. Kết nối SIM data 4G tốc độ cao, giải trí cực đỉnh với đầy đủ tất cả các tính năng như xem phim, video, nghe nhạc và lướt web. Mở video hiền hồ. Đang mở hiền hồ trên YouTube. Mở kênh VTV1. Đang mở kênh VTV1. Phát Wi-Fi cho tất cả các thiết bị để kết nối Internet tốc độ cao, đồng thời thì xem YouTube không bị làm phiền bởi ứng dụng AdTube bản quyền từ SafeView. Đặc biệt là sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn, tinh tế, giúp tối ưu không gian nội thất cho xe. Còn điều gì tuyệt vời hơn khi mà các bạn sở hữu những tính năng hòa vừa mới chia sẻ mà vẫn giữ nguyên được màn hình nguyên bản của xe. Hiện tại thì sản phẩm đang được bảo hành lên đến 2 năm và đã có mặt trên tất cả các đại lý, các trung tâm, nội thất ô tô trên toàn quốc. Hãy nhanh tay liên hệ để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm. T-Mart Việt Nam, nâng cấp xe của bạn trở nên thông minh và an toàn hơn.